Trung tâm điện tử Phạm Quyết Audio, thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam xin mến chào tất cả các bác nhé. Và hôm nay là một buổi chiều ở của ngày 11 tháng 1 năm 2024 thì trung tâm lại tiếp tục về với những dòng đẩy niền vang đến từ thương hiệu chính hãng của TG Aquatic với mã DJK 23S đẩy niền vang với một trong những thông số mã 8800. Đây là một trong những thương hiệu đẩy niền vang mới nhất của đầu 2024 này. Và nó là một trong những thương hiệu của hãng và chế độ bảo hành 1 năm. Và thằng này là mới nguyên thùng nguyên kiện các bác nhá. Và bây giờ thì sẽ khui thùng ra để các bác xem bên trong thương hiệu đang nổi đình nổi đám các bác nhá. Đấy, đang nổi đình nổi đám với một trong những em đẩy niền vang. Phải nó rất là đẹp luôn. Nó đẹp mắt và đưa ra chất âm echo hát karaoke nghe nhạc rất chi là chi tiết và ngọt ngào. Đấy, rất chi tiết và ngọt ngào. Và bên trong thì sản phẩm được làm rất là cẩn thận qua những lốp xốp sản phẩm nhá. Và các bác đợi một chút sẽ để ra ngoài để các bác xem ngoại thất cũng như nội thất con đẩy niền vang của TG Aquatic các bác nhé. Dạ vâng, trước mặt các bác đó là mặt trước ngoại thất của một trong những em đẩy đang được rất nhiều anh em yêu mến nhé. Vì nó là một trong những hàng sản phẩm mới nhất của đầu năm 2024 này với một trong những em đẩy niền vang. Đấy, em đẩy niền vang rất là hot bởi nó rất là đẹp mắt, trưng bày nó rất là đẹp, rất nhỏ gọn. Đấy, rất nhỏ gọn. Và đặc biệt là nó đưa ra chất âm rất hay. Ở phía trước thì được làm bằng một cái phay nhôm nguyên khối các bác nhá, nguyên khối. Và nó làm được bằng một cái màu ghi xám rất sang trọng và lịch sự. Rất sang trọng và lịch sự nha các bác nhá. Và được thiết kế bởi các kỹ sư của TG Aquatic. Thì ở bên này là một cái lúm chỉnh, có nghĩa là to nhỏ quả nhạc, to nhỏ quả nhạc. Đấy, nút bên dưới đồng thời là nút ấn nhả nguồn điện 220. Đấy, và có bắt sóng Bluetooth này, có cả cắm cổ ổ USB. Và ở phía đây, là một cái echo tổng nhá các bác nhá. Đấy, là sang bên phần kỹ thuật là affect. Đấy, chỉnh tất cả những đường vang nhại. Để các bác nhìn. Đấy, và bên này thì nó là đường Munich nhạc. Đấy, bát trung chép. Đấy, bát này, trung này, chép này. Đấy, chỉnh tiếng nhạc. Sang vào phần phía bên này là khu kỹ thuật chỉnh mic. Mic thì gồm chép này, trung và tiếng bát của mic. Đấy. Sang phía bên này thì có các chế độ như mic 1 này, mic 2 này. Và ở đây tiếng affect các bác nhá, cân bằng loa. Đấy, và bên này chính là lỗ cắm mic 1, mic 2. Hay, và một lỗ mic ở phía sau nhá. Lỗ này là có một lỗ mic ở phía sau nữa. Đấy, để mình cắm mic không rơi ở phía sau, nó rất là gọn. Đấy, tất cả đều xịn sò. Đấy, được làm bằng đồng các bác nhá, làm bằng đồng cho nên rất là bền bỉ các bác nhá, rất là bền bỉ luôn. Đấy, rất đẹp. Nói chung là đầu trước là đồng hồ có cả chống hú các bác nhá. Đấy, EBX này chống hú cực tốt luôn. Đấy, trông cũng cực tốt luôn. Và đây là một trong những phụ kiện kèm theo. Đấy, phụ kiện kèm theo này. Đấy, có bắt sóng Bluetooth này. Đấy, có một cái tu vít nhỏ để các bác căn chỉnh. Đấy, và ở đây nó có một cái khiển. Đấy, qua bài to nhỏ tạm dừng các bác nhá, của TG Aquatic này, hàng chính hãng này. Đấy, và ở giữa sản phẩm thì được dập chìm chữ TG
đấy, lỗi chữ TG Acoustic lên các bác nhé. Đấy, các bác đợi một chút và quay ở phía sau cho các bác xem nhá. Dạ vâng, ở đây là phía sau của sản phẩm thì từ bên trái sang phải thì đó là một cái quạt làm mát. Đấy, luôn luôn làm việc để làm mát tất cả các linh kiện bên trong các bác nhé. Quạt làm mát và ở bên ngoài thì được thiết kế bằng bằng inox chống rỉ các bác nhé. Đấy, để cũng là như là tránh các côn trùng sẽ chui vào bên trong này. Đấy, bảo vệ tất cả các linh kiện. Sang bên này là các kẹp, cái đầu kẹp truyền thống âm dương này. Và ở đây chính là AUX 1 và AUX 2 các bác nhé. NR, AUX 1 này, AUX 2 này. Và đây chính là cái nút to nhỏ vôn, to nhỏ của đường vào AUX nhạc nhá. Đấy, phần dưới đấy, làm rất cẩn thận, làm bằng rắc new trích đấy, 1 và rắc 2 đấy. Các bác có thể kẹp vào đây cũng được, mà các bác có thể dùng cái rắc loa new trích các bác cắm vào đây, nó rất là chuyên nghiệp. Bên này chính là cái cần anten bắt sóng Bluetooth nha các bác nhé. Đấy, cái này sẽ nắp vào đây. Và đây chính là đường quang này các bác nhé. Đây đường quang này. Đấy, đường quang. Bên cạnh là đường tín hiệu của mic 3. Ở phía trước có hai đầu mic và ở phía sau này có một mic đây. Đấy, và đấy, các bác đường ra dùng lấy đường livestream thì các bác có thể là lấy cái đường này. Đấy, link sang livestream, hát livestream đấy, và các bác có thể là cắm cái đường này sang một con đẩy hay một con âm ly khác. Đấy, tín hiệu khác này. Ở bên cạnh này, đấy, bên cạnh này chính là cắm đường tín hiệu quả súp vào nhá. Đây có chữ bát này. Và các bác nhìn này, bát này. Đấy. Đường ao. Đấy, mình cắm từ đây. Cắm ra. Đấy. Và cái nút nhỏ này là các bác điều chỉnh. Đấy. Điều chỉnh cái tiếng mic súp ở đây nha các bác nhá. Đấy. Ấn nhả này. Đấy, và đây là dây điện nguồn. Điện nguồn là dây điện nguồn 220 các bác nhá. Đấy. Và nó làm là khá là chi tiết, rất gọn. Đấy, và rất là đẹp mắt cả về phía sau trước. Ở đây nó khác biệt cái là làm nó múp xuống luôn. Đấy, nó không làm vuông mà đấy được nhà máy thiết kế làm nó rất là mềm. Nó rất là mềm luôn. Đấy, nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp mắt các bác nhá. Đấy, nó đúng như một con âm ly cổ nhá. Đúng như một con âm ly cổ. Và bây giờ thì tiến vào bên trong nội thất, các bác đợi một chút, trung tâm sẽ tháo ra và cho các bác xem phần nội thất bên trong các bác nhá. Dạ vâng, và bây giờ thì trung tâm đã mở để các bác xem nội thất các bác nhá. Mở để các bác xem nội thất bên trong. Đấy, nội thất bên trong đây các bác nhá. Rất là xịn sò. Chi chít tất cả các linh kiện luôn. Đấy các bác nhìn này. Đầu tiên thì đó là nguồn xuyến các bác nhá. Một con nguồn xuyến rất là to. Đấy, rất to khủng và được làm bằng dây nõi đồng nguyên chất các bác nhá. Và tiếp đến là hai con tụ lọc nguồn. Đấy, xịn sò. To khủng luôn. Và bên đằng đây là linh kiện bên trong làm cực kỳ là đẹp. Các bác nhìn này. Đấy, nó chạy bằng sò này, 1 2 3 4 5 6. 6 sò. Và bên này là 6 sò nữa này, là 12 sò các bác nhá. 12 sò này. Đấy. Và ở đây có một cái vỉ. Vỉ này là vỉ chống hú các bác nhá. Dành riêng cho đường mic. Các bác nhìn này. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Và ở đây cả một vỉ phía đằng trước này. Các bác nhìn này. Đấy. Chi chít linh kiện luôn. Và toàn những linh kiện là cao cấp xịn sò.
của hãng các bác nhá. Đấy. Và nó lọc chất âm cũng như là tiếng mic hát karaoke rất chi là chi tiết và ngọt ngào. Các bác nhìn này. Đấy. Nó quá đẹp đi. Đấy, và bây giờ thì trung tâm cũng sẽ nắp vào và test nhạc lên để các bác nghe chất âm của con này. Đấy, nó hay như thế nào các bác nhé. Dạ vâng, và bây giờ thì xin mời các bác lắng nghe thẩm âm với một trong những tình khúc Chuyện Hoa Sim các bác nhé. Đấy, và nhạc lên này các bác này, nhạc lên này, nhạc lên này. Đấy, nhạc cho lên studio nha bác nhá, cho lên này. Đấy, nó đẹp quá tuyệt vời luôn. Là ngọt ngào các bác nhá. Tiếng bát, tiếng chép, tiếng trung nó tách bạch và đánh rất chi tiết. Nghe rất là mềm tai, đánh rất là mềm luôn các bác nhá. Và các bác quan tâm thì các bác hãy alo cho bên Bảng Viết Audio. Và bây giờ thì trung tâm sẽ hát đi. Hát một đoạn karaoke để các bác nghe đánh giá được chất âm, chất mic. Đấy, chất âm với con này, và trung tâm sẽ ghép vào con M8 nhá, Pro. Đấy, cũng là của TG Aquatic các bác nhá, để các bác nghe chất âm. Dạ vâng, và đây là chính là một trong những cặp đôi hoàn hảo các bác nhá. Và bây giờ thì trung tâm sẽ thử mic. Thử mic nhá. Ngồi rất gần luôn đấy. 1 1 1 1 1 2 6. Đấy, các bác nhìn nghe được cái chất âm thì tiếng nó rất là sáng tiếng mà rất mềm. Đấy, nhưng giải mic mic tép đánh cũng rất là sáng các bác nhá. Và bây giờ thì trung tâm sẽ hát một đoạn bài hát để các bác nghe đánh ra chất âm nhá. Chẳng hạn như là bài bài ca Tết cho em đi các bác nhá. Đấy, nhạc lên các bác nhá, nhạc lên này, quá hay luôn các bác ạ. Tết cho hay quá mềm luôn, rất hay luôn. Tết này anh không thèm kéo hơn vì đã có môi em thơm ngọt từ sét hồng. Tết này anh không thèm đi chơi CD hay nhạc hồi Đà Lạt hay Vũng Tàu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phải nói là cực kỳ chi tiết nhá. Với một trong những không gian đây, không gian rơi vào tầm khoảng độ 25-30 mét thì phải nói là quá chi là tuyệt vời. Và với những em đẩy liền vang này thì phải nói là quá hay luôn các bác nhá, quá hay luôn. Và mọi chi tiết thì xin các bác quan tâm alo cho bên Phạm Kiết Audio qua số điện thoại 0325004686 để được biết về giá cũng như chi tiết dòng sản phẩm này. Và cuối cùng xin được cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi.